Chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thoát tài khoản mà của Xiaomi nhé các bạn. Đang còn xài bình thường này, máy đang sử dụng bình thường mà quên mật khẩu nhé các bạn. Hoặc là các bạn mua máy cũ lại mà không có mật khẩu nhé. Thì Miracle nhé các bạn. Thì đây nó sẽ bật tìm iPhone lên nhé các bạn. Thì nó sẽ có thể định vị tất cả khi biết bạn ở đâu, hoặc là nói chung là đồng hồ, hình ảnh, tin nhắn này kia hết nhé các bạn. Thì nếu các bạn không có mật khẩu thì các bạn sẽ không xóa được cái tài khoản này đâu nha. Thì nếu các bạn mà reset hay chạy phần mềm lại thì nó sẽ vướng cái tài khoản này nha. Thì các bạn chỉ có ẩn được thôi, không thì các bạn mua code thì nó hơi mắc. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xóa nha. Cái này là các bạn xóa sạch 100% nha các bạn. Rồi ok, thì làm sao để xóa được thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Để mình vào mình đặt lại cho các bạn xem nha. Các bạn đặt lại hay làm bất cứ cái gì nó cũng yêu cầu mật khẩu nè các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Thì con này là Redmi Note 5 nha các bạn, mình test trên con Redmi Note 5 nha. Cái này Multi 10.3 nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào mục tài khoản nè. Giờ các bạn sẽ ấn vào tài khoản cho mình nha. Thì đây các bạn sẽ liên kết với tài khoản Facebook cho mình nha. Thì các bạn ấn thêm tài khoản nè. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ đăng nhập tài khoản Facebook của các bạn nha, hoặc bất cứ tài khoản Facebook nào tùy các bạn nha. Còn không thì các bạn có thể tạo cái Facebook mới, Facebook ảo gì đó tùy các bạn nha. Cái này thì Facebook ảo thôi. Mình đăng nhập vào nha các bạn, cho nó đồng bộ với cái tài khoản Xiaomi này nha. Thì các bạn xem, các bạn nhớ xem hết video nha. Không các bạn xem nữa chừng nhiều khi nó không hiểu nha các bạn. Sẵn các bạn ủng hộ mình like và đăng ký để ủng hộ mình nha. Giờ các bạn sẽ ấn đăng nhập vào tài khoản Mi của bạn nè. Rồi nó báo vậy là kết nối ok nha các bạn. Đã kết nối nè. Các bạn thấy không? Rồi thì bây giờ các bạn quay cho các bạn vào Google cho mình. Các bạn sẽ ấn vào ô vuông này nè. Các bạn sẽ gõ cho mình là chữ y.my.com nha. Như này nha, các bạn click vào cho mình nha. Đây, để mình viết lại nè. Nãy mình ấn lộn nha các bạn. Rồi đây các bạn ấn vào cho mình nha. Rồi đây các bạn sẽ ấn vào đăng nhập vào tài khoản Mi cho mình nha. Rồi đây thì nó sẽ không có hai chữ mà liên kết Facebook hoặc Google nha các bạn. Các bạn kè nó nha, các bạn đừng có tắt nha. Các bạn ấn vào số 1 này cho mình nè. Các bạn ấn thêm tiếp. Rồi bây giờ các bạn sẽ ấn cho mình là account xiaomi.com như trên hình này nha. Đây các bạn ấn vào cho mình nè. Rồi ở đây thì nó sẽ có kết nối Facebook hoặc Google nè các bạn. Các bạn sẽ ấn vào Facebook cho mình nha. Ấn vào Facebook để cho nó kết nối nha các bạn. Rồi thì bây giờ bạn sẽ nhập cái tài khoản Facebook hồi nãy nha. Hồi nãy các bạn nhập ở trong kia nha. Các bạn đừng có nhập tài khoản khác nha. Tài khoản Facebook khác là nó sẽ không đồng bộ đâu nha các bạn. Nhập đúng cái tài khoản hồi nãy các bạn nhập nha. Thì cái này các bạn có thể tạo cái tài khoản Facebook ảo, các bạn nhập vào cũng ok nha. Giờ bạn đăng nhập cho mình nè. Rồi nó báo về là đồng bộ ok nè. Thì nó hỏi bạn có lưu không, thì bạn lưu lại cho mình nha. Rồi xong tại vào tài khoản nè. Đây nó đã kết nối nha các bạn. Vậy là ok rồi nha. Thì bây giờ các bạn quay ra cho mình. Các bạn sẽ ấn vào cái số 3 trên này nha. Thì các bạn ấn vào cái mục mà ban đầu các bạn mở nha các bạn. Cái này không phải nha. Cái mà hồi nãy mà nó không có liên kết nè. Đây. Này không có Facebook với Google nè các bạn. Các bạn ấn vào số 3 chấm cho mình. Các bạn ấn vào cài đặt cho mình nha. Thì nó sẽ ra cái bảng cài đặt như thế này nha. Các bạn ấn mũi tên quay lại cho mình nè. Giờ các bạn vút một cái cho nó cập nhật lại nha các bạn. Đấy, nó sẽ vào tự đăng nhập luôn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ ấn vào tìm thiết bị cho mình nè. Thì để định vị xem cái máy này nó đang ở đâu nha các bạn. Đây nó sẽ hiện Redmi Note 5 đây nè các bạn. Đang trực tuyến, đang online luôn nha. Thì cái này nó y như tài khoản iCloud vậy thôi. Nếu các bạn báo mất này kia, nó
sẽ khóa máy lại nhá. Nè đây nó có sẽ có những chế độ chống trộm này các bạn, báo âm thanh, xóa dữ liệu gì này kia nè. Các bạn ấn vào dấu ba chấm cho mình nhá. Các bạn sẽ ấn vào đang tắt tìm thiết bị này cho mình nè. Các bạn ấn tiếp OK cho mình nhá. Thì nó sẽ báo cho bạn một cái dòng chữ này nhá, các bạn ấn OK cho mình. Các bạn thích thì các bạn đọc, còn không thì các bạn bấm OK cho mình là OK. Rồi khi các bạn xóa OK thì nó sẽ để không có thiết bị nào này các bạn. Vậy là OK rồi nhá. Thì đây bây giờ các bạn vào tài khoản Mi là vẫn còn nguyên nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ khởi động máy lại cho mình nhá. Thì khi các bạn đăng xuất trên web này thì nó chỉ mất thôi chứ nó không có mất trên máy nha các bạn. Các bạn phải reset nó lại một cái thì nó mới mất nhá. Thì để mình khởi động lại, mình vào cài đặt, mình reset máy lại là sẽ OK nhá các bạn. Nếu không các bạn reset bằng phím cứng cũng OK, nhưng mà nó vướng Google mất công thoát nữa nhá. Còn không thì các bạn có thể thoát tài khoản Google ra trước rồi các bạn reset bằng phím cứng nhá. Thì bạn xem, nhớ xem hết video để ủng hộ mình nhá. Nếu bạn thấy hay thì các bạn hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nha. Nếu ai mà xem video thì các bạn có thể comment ở dưới để mình biết, để mình tương tác với các bạn nha. Để, nếu mà có các bạn có yêu cầu thắc mắc về máy gì, các bạn có thể comment ở dưới thì mình sẽ cố gắng làm những video để hướng dẫn các bạn nhá, sớm nhất nhá. Rồi thì để mình vào cài đặt mình cho bạn xem lại nhá. Thì bây giờ nó vẫn còn tài khoản nha các bạn. Thì các bạn sẽ vào cài đặt đây, các bạn sẽ vào cài đặt bổ sung cho mình nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ sao lưu và đặt lại cho mình nè. Đây các bạn đặt lại nè. Rồi OK, nó sẽ báo chú ý đặt lại dữ liệu gốc, sẽ xóa tất cả các hình ảnh và dữ liệu gì. Thì các bạn chờ cho nó bỏ qua nhá. Các bạn ấn tiếp theo cho mình. Rồi các bạn cũng chờ 10 giây rồi các bạn ấn OK nhá. Nó sẽ xóa tất cả những gì trên máy nhá các bạn. Thì cách này là xóa vĩnh viễn nhá, chứ không phải ảnh gì đâu nhá các bạn. Thì những máy nào vào trong OK thì các bạn cứ làm theo cách này của mình nhá. Thì việc xóa này thì các bạn xài, các bạn muốn up zoom hay reset này kia thì nó cũng không vướng nhá. OK thì nó hết pin để mình ghim cục sạc luôn. Rồi thì cái này các bạn chờ thôi nhá. Thì các bạn chờ cho nó reset, nó khởi động rồi các bạn kích hoạt vào như bình thường nhá. Các bạn xem video các bạn nhớ like và comment để mình biết nhá. Thì cái này nó kích hoạt lên cũng hơi lâu á, chứ không phải nhanh như vậy đâu nhá các bạn. Tại mình cắt bớt cái khúc mà nó hạc ti, nó các bạn đỡ mất thời gian của bạn chờ nhá. Thì cách này mình test một số dòng máy Note 5, Note 6 thì mình thấy OK đó. Các bạn nếu gặp máy nào thì các bạn cứ làm theo nhá. Mình nghĩ là tất cả luôn đều OK đó. Ở đây mình nhập wifi vào mình kết nối cho bạn xem nhá. Thì cái này khi các bạn vào trong thì các bạn có thể tạo tài khoản mới các bạn xài nhá. Tạo tài khoản Miacon đó. Nếu các bạn có máy gì mà không làm được, các bạn có thể comment ở dưới để mình biết nhá. Mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn nhá. Cách sớm nhất nha, nếu mình biết thì mình sẽ trả lời cho các bạn nhá. Mình thì mình cũng không có giỏi gì đâu, nhưng mà mình biết gì thì mình chia sẻ thôi nhá. Rồi đây bây giờ mình vào trong nè. Thì mấy cái này khi reset lại nó cập nhật lâu nhá, lắm nha các bạn. Tại cái này là mình cắt bớt cái khúc nó cập nhật để đỡ mất thời gian của các bạn nhá. Ở đây mình vào cài đặt cho bạn xem nè. Ở đây là các bạn có thể tạo tài khoản mới để tiếp tục đăng nhập vào nhá. Vậy là OK nhá. Chúc tất cả các bạn thành công nhá. Nhớ like và chia sẻ để ủng hộ mình nhá. Chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.